Novaon Phan Thiết sẽ tổ chức sự kiện Aquaman Việt Nam tại khu vực quảng trường Bikini Beach, Bình Thuận. Đây là nơi xuất phát cho cuộc đua DNSE Aquaman Việt Nam sắp tới. Cuộc đua sẽ khởi tranh vào ngày 29 tháng 10 với các nội dung khác nhau. Cuộc đua dài nhất là 2 km bơi và 21 km chạy, bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Ngoài ra, còn có hai nội dung khác là Half Aqua, 1 km bơi, 10 km chạy, và Sprint Aqua, 500m bơi, 5 km chạy, lần lượt khởi tranh vào 6 giờ 30 và 7 giờ sáng. Trong khi đó, cho các vận động viên nhí, cuộc thi Aqua Kids dành cho trẻ em sẽ diễn ra một ngày trước, vào lúc 7 giờ sáng, ngày 28 tháng 10. Khu vực Expo đã gần hoàn thiện, với khoảng 10 công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như treo banner và lắp hệ thống điện vào buổi sáng ngày 27 tháng 10. Các sản phẩm và trang thiết bị cần thiết đã được sắp xếp tại các quầy phát Ray Kids. Ban tổ chức đã sắp xếp tình nguyện viên, bao gồm sinh viên, học sinh và dân quân tự vệ, để hỗ trợ các vận động viên nhận vật phẩm của họ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Các sản phẩm và trang thiết bị sẽ được phân loại và đặt trong túi Ray Kids riêng cho mỗi vận động viên tham gia, bao gồm áo đấu, bib đeo, bib tattoo, mũ bơi, nước giải khát và vé vào công viên nước. Trước cuộc đua Aquaman Việt Nam tại Novaon Phan Thiết, nhóm tình nguyện viên đang tích cực sắp xếp và phân loại các vật phẩm vào túi Ray Kids. Mỗi vận động viên tham gia sẽ nhận một túi vật phẩm bao gồm áo đấu, bib đeo, bib tattoo, mũ bơi, nước giải khát và vé vào công viên nước. Đặc biệt, mỗi vận động viên sẽ được trang bị hai số bib, một cho phần bơi và một cho phần chạy, cùng với chip bơi chuyên dụng. Ban tổ chức của sự kiện đã đảm bảo an toàn với 50 nhân viên cứu hộ và hàng chục sắp sẽ phân bố dọc theo cung bơi. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng hỗ trợ với 10 chiến sĩ bộ đội biên phòng và 2 cano quan sát từ xa. Cổng phao, nơi xuất phát của cuộc đua, đã được xây dựng và các công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ sáng ngày 27 tháng 10, tạo không khí hào hứng cho tất cả người tham gia. Trước ngày thi đấu, các vận động viên được phép trải nghiệm đường bơi và khu vực chuyển tiếp giữa 9 giờ và 11 giờ 30 ngày 28 tháng 10 để làm quen với điều kiện sóng, dòng chảy và gió, giúp họ điều chỉnh chiến thuật phù hợp. Các phao đã được bố trí hoàn chỉnh để phục vụ phần thi bơi. Trên cổng phao màu cam, có các phao ống màu vàng dài 3 mét, giúp các vận động viên mệt mỏi có thể bám vào để nghỉ ngơi.